kỹ cột điện. Cột điện này biết bằng gì không? Bằng gỗ. Nguyên một cây luôn, nó bào nó. Chứ đây là cách nó bào cái cột điện. Đó. Nó bỏ vô máy xong nó quay 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 vậy nó bào. Xong rồi cái gỗ đó nó sẽ tròn luôn từ trên xuống dưới. Nó bào kiểu như là nó làm tròn luôn từ trên xuống dưới. Nó rất là cao, nguyên một cây gỗ giống như một cây gỗ nữa. Nó đầy thẳng như luôn, nó làm bằng gỗ không này. Đó. Đó, nguyên một hàng. Trừ ra mấy cái cột điện, không phải cột điện mà cột đèn đường thì nó làm bằng sắt thôi, còn mấy cái cột mà dây điện để nó làm bằng gỗ không này. Đó, từ trên xuống dưới bằng gỗ không. Này thì đang đi trên đường nên là không thể xuống quay được. Và sau đây mình sẽ cho các bạn coi nó sản xuất cây cột điện nó như thế nào. Cùng xem nhé.